thiếu cái tình. Mình thấy trong sản phẩm mình thiếu cái phần mà nút xe lên Facebook đúng không? Bây giờ sẽ làm cái nút xe lên Facebook. Mình sẽ làm bằng các công cụ như sau. Visual Edit .s .s.net vô edit.com nè, vô edit.com nha. Rồi mình đăng ký, mình đã tạo tài khoản, tài khoản xong rồi mình đăng nhập vô. Nhập vô xong mình get code nè. Get code xong mình chọn cái loại on website ha. Mình lựa cái hình nào để mình xem, với lấy hình này hoặc là hình này, hoặc là hình nào chọn, ví dụ lấy hình này đi. Thì sẽ ra cái con code cho mình. Cái con code này mình muốn chèn vô trong cái sản phẩm của mình đi, cái chỗ này. Đó, thì mình phải tay bắt để mà mình kiếm coi xe đưa cho chỗ nào được. Ví dụ đưa trên chỗ comment này đi. Ở đây coi nằm trong cái nào. Rồi lớp tiền mây nằm trong cái tắc nào để mình sẽ đi, mình sẽ đi đấy. Thì cái file này tôi đã tìm được rồi, tìm được là nằm trong cái này mình sẽ tìm được rồi. Thì mỗi cái trang web dùm shipping thì nó giống nhau hết. Thì tôi có tìm được, thì tìm được nó nằm trong cái product default. Product default ở trong cái template. Template trên shipping của mình á, ở trong khu vực template nè, như template nào đó. Rồi vô cái product default.php. Rồi chép dưới chỗ là list product demo. Cái này. Cái này có cái gì đây? Rồi có hồi nãy mình mới là lấy cái chèn cái nút add vô, rồi có mình thấy trên cái trang là edit á. Edit.com mình lưu lại. Tôi gọi qua đây F5 rồi. Thì mình sẽ có được cái nút xe Facebook, xe và là xe nhắn bản lên trên các mạng xã hội để dễ đi ra hơn. Lúc mình đăng lên là mình xe lên. Nếu mình muốn bấm, mình đang bấm xe là mình đã xe rồi, đúng không? Cái bên cạnh thì mình cũng có sẵn rồi. Vậy là mấy cái trang